Chào mừng các bạn đến với kênh Car Passion. Và hiện tại thì Sơn đang có mặt tại One Auto Care, một trong những cái đơn vị mà chuyên chăm sóc xe hàng đầu Hồ Chí Minh. Và như tiêu đề của video clip thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một chiếc xe rất là hiếm và gọi là siêu độc. Đó chính là chiếc Bentley Continental GT. Và phiên bản này là phiên bản First Edition. Thì phiên bản First Edition là một phiên bản kỷ niệm 100 năm của Bentley, từ năm 1919 đến năm 2019. Và với một chiếc xe Continental GT và phiên bản đặc biệt như vậy thì nó có gì đặc biệt? Cùng nhau khám phá trong video clip này. Và như các bạn đã nhìn thấy thì ở phần đầu xe chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất là đặc biệt. Đó chính là chúng ta có được một cái cụm đèn. Và cụm đèn này là cụm đèn LED Matrix nha. Và đặc biệt là cụm đèn LED này chúng ta có được những cái giác cắt kim cương. Và một cái cách họ làm rất là ấn tượng khi chúng ta nhìn vào từ trực diện luôn á. Tiếp nữa là với cái cụm lưới tản nhiệt. Và như các bạn nhìn thấy đi, đó là một cái phủ chrome mạ bóng rất là đẹp. Và nó tạo một cái sự sang trọng và một chút uy quyền cho những cái người chủ nhân đang sở hữu chiếc Bentley. Và ở vị trí này chúng ta có rất là nhiều khe gió và những cái hốc gió, và tất cả đều được làm theo mạc chrome sáng bóng. Đó là một trong những cái điểm mà có thể nói rằng là một cái điểm rất là hay, nét tinh tế của những chiếc xe Bentley. Và như các bạn cũng nhìn thấy thì cái điểm đặc biệt của những chiếc First Edition đó là cái gì? Đó chính là ở phần hông xe. Thì như các bạn đã nhìn thấy thì chúng ta có được một bộ mâm. Bộ mâm này thì có một số bạn sẽ nói rằng là bộ mâm này khá giống với V8, nhưng mà các bạn để ý một chút xíu sẽ thấy có một chút khác biệt. Chúng ta sẽ có được một bộ mâm là kích thước 22 inch. Và cái cách mà Bentley họ thiết kế cái bộ mâm này á, là theo một cái phong cách mình nhìn nó giống như những cái bông hoa vậy đó. Và đây là năm chấu kép, tạo một sự tương phản và một cái nét rất là ấn tượng cho khi chúng ta nhìn từ bên hông luôn. Tiếp nữa là ở vị trí này là vị trí cùm phanh, một cùm phanh rất là lớn cùng với lại một cái đĩa rất là lớn luôn. Đây chính là điểm đặc biệt của chiếc xe First Edition. Chúng ta có một cái lá cờ Anh Quốc và bên trong có một số 1. Có nghĩa rằng là đây là chiếc xe Anh Quốc và cũng chính là chiếc xe First Edition của Bentley luôn. Và ở vị trí này chúng ta sẽ có số 12. Số 12 tượng trưng cho cái động cơ V12. Đây là một cái động cơ, phải nói là động cơ trứ danh của Bentley luôn, với một cái sức mạnh là tăng áp kép 12. Thì các bạn có hình dung là chiếc xe nó tăng tốc khoảng 3,7 giây thôi. Phần hông xe thì các bạn sẽ thấy nó không có quá là nhiều điểm khác biệt với lại những cái mẫu xe Continental GT khác. Như các bạn đã nhìn thấy thì chiếc xe First Edition đó chính là chúng ta có được một cái màu sơn màu xanh. Và cái màu sơn màu xanh này Bentley gọi là Screen Blue. Nếu các bạn nhìn bình thường á, thì các bạn thấy nó ô màu xanh bình thường thôi mà. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào ban ngày á, các bạn thấy có một độ chuyển từ phía sau sang phía trước. Nó rất là đẹp và nó tạo cho một cái góc nhìn của một cái sự sang trọng. Không biết phải dùng từ ngữ mỹ miều gì để diễn tả cái màu xanh này, nó rất là hoàn hảo các bạn. Và bắt đầu tới một cái vị trí mà mình thật sự mình rất thích trên một chiếc Bentley. Đó chính là cái cách mà khi họ thiết kế họ vuốt từ phía đây. Họ vuốt xuống phần đuôi xe. Và cái phần kính sau nè, các bạn nhìn thấy không? Kính sau nó kéo dài từ cột D, kéo dài xuống tới đuôi xe. Và một cái điểm khá là hay chính là phần cốp có một cái cánh gió ẩn. Thì với cánh gió này khi các bạn đi tốc độ cao, cánh gió sẽ tự động bật lên và giúp đè chiếc xe xuống và giữ cho cái độ cân bằng của chiếc xe này. Bởi vì dù sao đây vẫn là một chiếc xe thể thao mà. Phần đèn hậu xe thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy nó sẽ có một sự khác biệt. Là bởi vì chúng ta không còn cái hình chữ B cũ nữa mà chúng ta sẽ có một cái hình kiểu oval. Bô xe chúng ta sẽ có ống xả là 4 cái và được chia đều 22. Nhưng mà đây sẽ là một cái đường oval luôn. Còn nếu như các bạn thấy những chiếc xe V8, chúng ta sẽ có một cái chia đôi ở đây. Đó là một cái điểm đặc biệt khi các bạn phân biệt giữa V8 và V12. Về tổng thể xe thì như các bạn đã nhìn thấy từ phần đuôi lên, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều đường cong trên chiếc xe này. Và nó tạo cho một cái sự liền mạch và nói chung là một cái sự sang hoa rất là tuyệt vời của những chiếc xe Bentley. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần nội thất của chiếc xe này. Và bây giờ mình bước vào khoang nội thất của chiếc Bentley Continental GT. Và đây là phiên bản First Edition, cho nên là chúng ta không thể đóng một cách rầm một cái được. Mà tất nhiên những chiếc xe này chúng ta sẽ đóng một cách rất nhẹ nhàng, bởi vì xe được trang bị là cửa hít. Và thêm một điểm rất là đặc biệt của phiên bản First Edition thì khi các bạn bước vào xe, mở cửa xe thôi, các bạn sẽ nhìn thấy được cái logo của Bentley sẽ chiếu xuống mặt đường. Một cái nữa rằng là cái dòng chữ First Edition sẽ gắn ngay vị trí bệ bước chân vào luôn. Và tiếp nữa là sẽ có dòng chữ là Bentley. Đặc biệt nữa là khi các bạn bước vào khoang nội thất, các bạn thấy rất là nhiều chi tiết cao cấp như phần vải linen nè và cái phần da Bruno là những cái chi tiết cực kỳ sang trọng. Các bạn sẽ nhìn thấy được là cái chi tiết của gỗ và cái màu là màu hổ phách.
nó tạo cho một cái sự sang trọng và phải thật sự rất là đẳng cấp luôn các bạn. Và cái vị trí khi bắt đầu vào đây thì thấy một cái đường ôm từ cái vị trí cửa ôm tới cái phần bệ trung tâm nè, chưa cần nổ máy đâu, các bạn chỉ cần bước vào thôi các bạn thấy một cái sự rất là tuyệt vời trên cái chiếc xe này rồi. Và vị trí vô lăng là vô lăng được bọc da, và da cũng rất là cao cấp với những cái đường chỉ khâu nổi thế này. Với cái tông màu của chiếc xe này đang là màu trắng, và một những cái chi tiết được làm màu đen, nó giúp cho chiếc xe nổi bật hơn và cái sự tương phản nó tốt hơn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bật cái công tắc đi, để mình sẽ thật sự mình rất là muốn khám phá chiếc xe này. Và các bạn để ý, ở vị trí này sẽ bắt đầu sẽ có sự thay đổi. Chúng ta sẽ có 3 mặt và các bạn để ý sẽ thay đổi. Bắt đầu mình bấm khởi động. Đèn ambient light chuyển lên và đó, đây chính là màn hình giải trí của chiếc xe, đây là màn hình cảm ứng. Cái thao tác nhìn trên cái màn hình chính của chiếc xe này, mình có cảm giác mình rất là liên tưởng đến những cái dòng xe Audi. Bentley là một trong những cái thương hiệu thuộc tập đoàn của Volkswagen, cho nên rằng là những cái chi tiết và những cái trang bị công nghệ trên chiếc xe này tương tự như những chiếc xe đến từ tập đoàn Đức. Như các bạn đã nhìn thấy thì đây chính là cái màn hình trung tâm của chiếc xe, và chúng ta có thể điều chỉnh và thay đổi được cái màn hình này. Đây, chúng ta sẽ bấm vào nút Green là màn hình sẽ tự động thay đổi. Và đây chính là cái phong cách cổ điển của những chiếc Bentley. Thật sự rất là tuyệt vời, đây là những cái đồng hồ của Bentley nha các bạn. Ba cái đồng hồ trên chiếc xe Bentley đã thể hiện một cái sự cổ điển và một cái nét rất là tinh tế. Cái đầu tiên chúng ta thấy là đây là cái đồng hồ về nhiệt độ nè, và tiếp nữa là đồng hồ của một cái la bàn, và bên này là một cái đồng hồ đo tốc độ. Ví dụ như các bạn nào thích một cái chút gì đó thể thao thì các bạn thấy theo dõi cái đồng hồ bên này. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với lại màn hình này, giải trí của xe. Như các bạn đã nhìn thấy thì đây chính là cái bệ tì tay của chiếc xe Bentley. Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy cái tông màu đen của piano trên cái vị trí này, kết hợp với lại những đường ambient light, tạo cho một cái sự năng động thể thao, và nhất là những cái người trẻ giống như mình sẽ rất là thích cái phong cách này, nó mang một cái cảm giác hiện đại đó. Và tất nhiên hiện đại sẽ pha trộn với lại những cái nét cổ điển, đó chính là đây, cái vị trí của cái đồng hồ đặt ở vị trí ngay chỗ hai cái hốc khe gió ra. Và thêm nữa là những các bạn đang nhìn thấy những cái nút thế này nè, đó chính là những cái nút để các bạn để bấm vào để các bạn điều chỉnh cái độ, cái mức độ gió mạnh hay nhẹ. Đây là một chi tiết mà thật sự rất là hiếm hoi nha các bạn. Ở vị trí này chúng ta có được cái hệ thống điều hòa của xe là hai vùng độc lập, ở bên này là một cái và bên này một cái, và chúng ta có luôn cả sấy ghế và làm mát ghế luôn. Và khi các bạn có thể điều chỉnh cánh gió ở vị trí này luôn, các bạn chủ động thay vì là đợi tới một khoảng tốc độ tối ưu thì cánh gió sẽ bật lên, thì các bạn có thể chủ động bật ở vị trí này. Ở đây là nút start stop, và chúng ta có thể điều chỉnh được chế độ lái ở comfort nè, chế độ P là Bentley nè, và chế độ sport và chế độ custom. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hốc đựng. Đối với những cái quý tộc thì họ thường hay có thói quen họ sẽ sử dụng những điếu xì gà. Cái nét tinh tế của những chiếc xe Anh Quốc là như thế này nè các bạn. Và đến phần ghế đi. Phần ghế của chiếc xe này là những cái ghế họ được thiết kế và làm một cách rất là thủ công. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, như là nhìn những cái quả trám. Và cái da ghế cũng, trời ơi, cái da ghế rất là mịn, và các bạn ngồi các bạn sẽ cảm thấy như là có một cái bệ để tựa cái lưng các bạn, và các bạn sẽ không bị mỏi và không bị mệt. Và cái ghế gần như ôm sát theo cái xương sống của các bạn luôn. Và hai cái cạnh ghế sẽ giúp cho các bạn ngồi ổn định hơn và ngồi không có bị mệt mỏi. Thêm một điểm nữa rằng là đây là First Edition. Ngay phần tựa đầu ghế có dòng chữ First Edition và được thêu bằng tay thủ công. Xe này chúng ta có tổng cộng là 4 ghế, và chúng ta có thể dễ dàng thao tác đóng mở để bước một hàng ghế thứ hai rất là dễ. Rồi, với cái màn hình là 12,3 inch như thế này thì chúng ta có được một cái dàn âm thanh mà phải nói gọi là đỉnh cao âm thanh luôn các bạn. Đó chính là cái hệ thống loa của Naim. Một cái hệ thống loa audio field mà các bạn phải nói là khi cái nghe bất kể một cái dòng nhạc nào, các bạn cũng sẽ cảm thấy cái độ trong trẻo và tách bạch của âm thanh. Thật sự tuyệt vời. Và cái dàn loa này chúng ta có công suất là 2200W. Một con số cực kỳ ấn tượng, và chắc chắn rằng các bạn sẽ phải rất là mê hoặc với dàn âm thanh này. Phía trước của người ngồi ghế phụ, chúng ta sẽ có một cái lá cờ của Anh Quốc cùng với số 1. Khẳng định một lần nữa, đây chính là phiên bản đặc biệt First Edition của dòng Continental GT. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử nổ máy chiếc xe này. Và đây là cái cảm giác mà mình thích nhất. Tiếng âm thanh của động cơ V12, các bạn có nghe rất rõ không? Tiếng âm thanh nghe cực kỳ uy lực. Và đây là động cơ V12 và dung tích là 6 lít. Một cái âm thanh mà 4 ống xả đẩy ra, trời ơi, thật sự rất là tuyệt vời luôn. Và nếu như được chạy chế độ sport thì chắc còn tuyệt vời hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái khối động cơ của chiếc xe này, cũng là trái tim sức mạnh của chiếc Bentley Continental GT. Lại là tiếp tục là dòng chữ số 12.
Tức là khẳng định một chuyện, đây chính là chiếc xe V12 và động cơ tăng áp nha, với dung tích là 6.0 lít. Công suất của chiếc xe này là 626 mã lực kết hợp với lại mô men xoắn của chiếc xe là 900 Nm. Và chiếc xe này sử dụng một hệ thống hộp số là tự động 8 cấp kết hợp với lại dẫn động ADB. Cho nên là chúng ta sẽ có được một chiếc xe mang thương hiệu hạng sang đến từ Bentley, nhưng khả năng tăng tốc không thua kém gì siêu xe. Chúng ta mất từ 0 tới 100 km/h trong khoảng 3,7 giây, một con số rất là ấn tượng. Và tốc độ tối đa của chiếc xe này là 333 km/h nha. Chúng ta có được những cái thanh dằn ở phía động cơ giúp chúng ta khi vào cua sẽ cảm giác ổn định và tốt hơn. Ơi, và đây là tất cả những gì và cùng nhau khám phá về chiếc Bentley Continental GT phiên bản First Edition. Vậy thì quan trọng nhất là cái chiếc xe này đang có mức giá là bao nhiêu? Với một chiếc xe mới các bạn đặt từ chính hãng, một chiếc Continental GT, và tất nhiên không có những option như thế này và những thứ mà lúc nãy chúng ta cùng nhau khám phá, chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian là 1,5 năm. Thêm một điểm nữa rằng là cái số tiền mà các bạn phải bỏ ra đó chính là gần 30 tỷ. Và với chiếc xe này, các bạn sẽ tiết kiệm được, theo như mình biết, các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 6-7 tỷ cho một chiếc xe Continental GT, và đặc biệt phiên bản First Edition với rất nhiều trang bị cũng như là option mà thật sự các bạn rất là khó có thể tìm thị trường Việt Nam. Và nếu các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy đến ngay với One Auto Care, một trong những đơn vị chuyên nghiệp về dịch vụ chăm sóc xe. Các bạn hãy đến đây để chăm sóc chiếc xe và để chiêm ngưỡng chiếc xe này. Cảm ơn bạn đã xem video clip này và nhớ like, subscribe kênh Car Passion để tiếp tục theo dõi những chiếc xe tiếp theo nữa nha. Rất là hấp dẫn và thú vị. Cảm ơn bạn đã xem video clip.